Agency. Sao vậy Phát? Ở đâu mà? Chết. Bây giờ cay quá. Có cay không Phát? Có suối không? Cho xem có suối không? Không có nước suối. Khủng quá. Nhưng mà anh có cái nước này cho em. Nước này em uống mát rồi nước suối. Hết cay liền. Đây, uống đi. Xong rồi vậy? Xong. Hey, Phát!